Xin chào các bạn nhỏ, chào mừng các bạn đến với Học Văn Chị Hiên. Chị rất vui khi được đồng hành cùng các bạn học sinh lớp 3 trong chương trình Môn Tiếng Việt, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu một bài đọc trong chủ đề Những trải nghiệm thú vị. Bài đọc mang tên Tạm biệt mùa hè. Chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài đọc này theo 3 phần như sau. Phần 1, đọc. Phần 2, trả lời câu hỏi. Phần 3, củng cố và dặn dò. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng đến với phần 1, đọc. Mỗi chúng ta đều vừa trải qua một mùa hè với biết bao nhiêu hoạt động thú vị. Và bạn Diệu trong bài đọc sau đây cũng vậy. Bạn ấy đã có một mùa hè thật giản dị mà vô cùng đẹp đẽ. Chúng mình hãy cùng nhau tìm hiểu bài Tạm biệt mùa hè để nghe Diệu kể lại những trải nghiệm của bạn ấy nhé. Trước hết, các bạn cần lưu ý về cách đọc. Hãy đọc thật to, rõ ràng, giọng đọc tâm tình, thể hiện được sự nhẹ nhàng. Còn bây giờ, hãy nhìn lên màn hình hoặc theo dõi trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3, bộ kết nối tri thức với cuộc sống trang 38. Lắng nghe và đọc cùng chị. Tạm biệt mùa hè. Đêm nay, Diệu nằm mãi mà không ngủ được vì háo hức chờ sớm mai đến lớp. Sau kỳ nghỉ hè, bạn bè gặp nhau sẽ có bao nhiêu chuyện vui để kể. Các bạn chắc chắn sẽ kể về những chuyến du lịch kỳ thú của mình. Ra biển, lên núi, đến thăm những thành phố lớn. Còn Diệu sẽ kể với các bạn những gì nhỉ? Mùa hè của Diệu đơn giản lắm. Chiều nào Diệu cũng theo mẹ đi các vườn thu hái quả. Hết chôm chôm lại đến bơ, sầu riêng. Được đến nhiều mảnh vườn với vô vàn trái cây khác nhau thật là thích. Mùa hè của Diệu là những lần đến nhà bà cụ Khởi ở cuối làng. Bà bị mù nhưng vẫn có thể làm hết mọi việc trong nhà. Bà đi không cần gậy dò đường. Diệu thường tỉ tê trò chuyện với bà. Bà là cả một kho chuyện thú vị. Mùa hè của Diệu là những buổi ra chợ cùng mẹ. Khu chợ quê nghèo ấy thật giản dị mà gần gũi, thân quen. Diệu yêu những người cô, người bác tảo tần bán từng giò cua, mớ tép. Yêu cả những người bà sáng nào cũng dắt cháu đi mua một ít kẹo bột, vài chiếc bánh mì. Tạm biệt mùa hè, mai Diệu sẽ bước vào năm học mới. Theo Vũ Thị Huyền Trang. Mùa hè của Diệu thật có ý nghĩa đúng không? Vậy nên, hãy nhớ xem lại bài học và đọc cùng chị thật nhiều lần để có thể đọc tốt hơn nha. Kết thúc phần đọc thì chúng mình cùng nhau chuyển sang phần thứ hai mang tên trả lời câu hỏi để tìm hiểu rõ hơn về bài học này nha. Chúng mình bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Vì sao đêm trước ngày khai giảng, Diệu nằm mãi không ngủ được? Câu trả lời được tác giả nhắc đến ngay ở câu văn đầu tiên. Đêm trước ngày khai giảng, Diệu nằm mãi mà không ngủ được vì háo hức chờ sớm mai đến lớp. Tiếp đến là câu hỏi thứ hai với nội dung như sau. Mùa hè, Diệu đã làm những gì? Các bạn hãy nhìn những đáp án được đưa ra trên màn hình và cho chị biết đâu là đáp án chính xác nha. Đi du lịch, đi thu hái quả, ngắm núi non, đến chơi nhà bà cụ Khởi hay cùng mẹ ra chợ? Đúng rồi, mùa hè, Diệu đã đi thu hái quả, đến chơi nhà bà cụ Khởi và cùng mẹ ra chợ. Vậy còn câu hỏi thứ ba là gì nhỉ? Câu hỏi thứ ba, hãy nói về những trải nghiệm của Diệu trong mùa hè khi ở nhà bà cụ Khởi và khi ở góc chợ quê nghèo. Đối với câu hỏi này, các bạn có thể trả lời như sau. Những trải nghiệm của Diệu trong mùa hè. Đầu tiên, khi ở nhà bà cụ Khởi, Diệu thường tỉ tê trò chuyện với bà. Thứ hai, khi ở góc chợ quê nghèo, Diệu được thấy những người cô, người bác tảo tần bán từng giỏ cua, mớ tép. Những người bà sáng nào cũng dắt cháu đi mua một ít kẹo bột, một vài chiếc bánh mì. Còn sau đây là câu hỏi thứ tư. Em thích nhất trải nghiệm nào của Diệu trong mùa hè vừa qua và vì sao? Các bạn có thể trả lời theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, dù trả lời theo cách nào
thì cũng phải dựa vào những câu chuyện mà Diệu kể trong bài. Còn với chị sẽ trả lời như sau. Em thích nhất trải nghiệm đi thu hái quả của Diệu vì em thích được giúp đỡ mẹ thu hoạch các loại trái cây. Sau khi đã cùng nhau trả lời xong 4 câu hỏi trong sách giáo khoa, chúng mình sẽ đến với phần cuối cùng của bài học, chính là củng cố và dặn dò. Khi học xong bài tập đọc Tạm biệt mùa hè, chị muốn nhắn nhủ đến các bạn một vài điều như sau. Bài đọc là dòng suy nghĩ của cô bé Diệu vào đêm trước ngày khai giảng. Diệu nhớ lại những việc mà mình đã làm trong suốt mùa hè vừa qua, một mùa hè không rực rỡ, sôi động mà vô cùng thiết tha, lắng đọng với nhiều cảm xúc. Hãy tạm gác lại những hoạt động của mùa hè để bắt đầu một năm học mới với nhiều thành công hơn nhé. Và các bạn cũng đừng quên hai điều chị dặn dò sau đây. Hãy tập trả lời lại các câu hỏi và chuẩn bị cho bài học tiếp theo một cách thật cẩn thận nhé. Bài học của chúng mình sẽ kết thúc ở đây. Nếu còn có điều gì thắc mắc, các bạn hãy để lại ở phần bình luận, chị sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!